xin chào quý vị và các bạn chúc một ngày tốt lành mời quý vị theo dõi tin tức về pi network với nội dung chính sau những bất ngờ về pi network mà bạn chưa hề biết thưa quý vị và các bạn khi chúng ta là một pioneer chúng ta phải hiểu rõ mục tiêu trở thành tiền tệ của pi việc trở thành tiền tệ là một mục tiêu vô cùng lớn động chạm đến chủ quyền tiền tệ quốc gia đa động chạm đến quyền lợi của rất nhiều tài phiệt tài chính khắp nơi trên thế giới Pi định vị trở thành tiền tệ chính là một lời tuyên bố khởi nghĩa để làm cuộc cách mạng mang tính toàn cầu chứ không đơn giản chỉ là một dự án kinh doanh thông thường. Điều này không phải do chúng ta suy diễn mà chính là từ cách làm của Pi cho chúng ta thấy được điều đó. Chúng ta hãy điểm lại một chút quá trình tham gia Pi Network để thấy rằng có rất nhiều điều thực sự khác hoàn toàn với các dự án khác. Có những điều không phải cứ nói ra mới là chắc chắn có những sự thật đôi khi không thể nói trước được. Và chỉ đến khi sự thật được xác nhận thì chúng ta mới rõ. Chúng ta không thể thanh minh với nhau cũng như không thể khẳng định trước tương lai sẽ ra sao. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào hiện tại khi nhìn nhận và liên kết các sự việc. Hôm nay, tôi có dịp ngồi nói chuyện với một nhân vật cải pai từ thời kỳ đầu khi thông tin về Pi rất khan hiếm Lúc đó để tìm được thông tin về Pi có lẽ phải tìm bằng tài liệu tiếng Anh hoặc tiếng Trung. Tài liệu bằng tiếng Việt về Pi thực sự rất khan hiếm. Ngay cả nội dung trên app cũng chẳng có gì khác ngoài một bản sách trắng phát hành từ đầu và một số nội dung trên Zoom chat. Hồi đó, chia sẻ Pi cho người khác cài thậm chí còn không có nổi một video hướng dẫn cơ bản, chỉ là một đoạn văn bản từ đầu đến cuối. Có người chia thành 6 bước, có người 7 bước, có người 8 bước nhưng không có hình ảnh chi tiết, hầu hết đều tự cài, tự tìm hiểu và khi cài xong thì cũng chẳng biết làm gì tiếp theo ngoài việc hoàn thiện vòng tròn bảo mật và dùng mã mời của mình để cài cho người khác. Thực sự quý vị hình dung, đối với một sản phẩm hay dự án mà định vị trở thành tiền tệ nhưng lại không có ví, không có mạng blockchain, không có hệ sinh thái thì lúc đó mời người khác cài bài còn khó hơn lên trời. Chúng ta chẳng có cơ sở nào để thuyết phục người khác tin rằng Pi có thể trở thành tiền tệ ngoài những lời hứa, lời cam kết trong sách trắng từ đầu. Thật lòng mà nói, lúc ấy dự án Pi còn sơ sài hơn cả mấy cái đồ án tốt nghiệp của sinh viên. Đội ngũ cốt lõi của dự án cũng chẳng có bất kỳ thông tin cụ thể gì về kế hoạch triển khai. Lộ trình trong sách trắng thì chỉ có mấy giai đoạn chung chung, kênh tương tác duy nhất lúc đó là thông qua các mod và trên Zoom chat nhưng nếu chat không cẩn thận cũng bị cấm chat luôn. Tương tác riêng với các mod thì cũng chỉ nhận được những thông tin chung chung và giải đáp thắc mắc về mặt kỹ thuật thôi. Giai đoạn đầu của Pi rất eo uột, mong manh và nghèo nàn, trong khi thái độ phục vụ thì thờ ơ kiểu việc tôi, tôi làm, việc các anh, các anh làm. Tin thì cải, không thì thôi. Họ không cần thanh minh, không cần khẳng định, càng không cần giải thích. Ai tin thì theo, không thì thôi họ không có bất kỳ kênh truyền thông chính thống nào để đưa ra những kế hoạch cụ thể tương tác chỉ là những thông báo mang tính thời điểm thôi đó là giai đoạn đầu của pi thực sự nếu chúng ta nhìn lại chúng ta sẽ phải tự đặt câu hỏi là không hiểu sao lúc đó mình lại cài pi trong số chúng ta đã bao giờ tự đặt câu hỏi rằng ai là người đưa pi về cho quốc gia của mình ai là những người tiên phong đời đầu đặt nền tảng để cộng đồng pi lớn mạnh như ngày hôm nay ngay cả bản thân tôi bây giờ cũng không biết chính xác ai là người đưa pi về việt nam chúng ta thấy rằng nền tảng ban đầu của pi nghèo nàn đơn điệu là thế thái độ phục vụ của pi thờ ơ là thế nếu là một dự án kinh doanh chắc chắn nó sẽ chết ngay từ những ngày đầu nhưng thực tế, chúng ta thấy Pi khởi chạy từ ngày 14 tháng 3 năm 2019 đến ngày 1 tháng 11 năm 2019 đã đặt mốc 10 triệu thành viên đầu tiên và cũng là lần thứ hai ghi nhận cột mốc này kể từ khi khởi chạy. Vậy thì ở phạm vi lớn hơn, ai sẽ là người tiên phong đầu tiên cải Pi? Ai đã đưa Pi về các quốc gia của chính mình? Điều gì đã khiến Pi chỉ mất chưa đầy 8 tháng để cán mốc 10 triệu thành viên trên toàn cầu mà không mất bất kỳ một đồng chi phí marketing nào? Làm thế nào mà một dự án chỉ âm thầm lan tỏa, không có thông tin cụ thể, chẳng có kế hoạch rõ ràng, chỉ là một định hướng chung chung mà lại có tốc độ tăng trưởng thành viên như vậy? Điều gì đang xảy ra với Pi? Tôi cho rằng đây là điều bất ngờ thứ nhất mà Pi Network đã dành cho chúng ta. Thực sự, chúng ta chưa nhìn lại thôi, nhưng khi nhìn lại, chúng ta sẽ thấy nó thực sự bất ngờ. Nhìn lại hành trình của mình, có thể có những người từ đời đầu, có những người sau này. Nhưng tôi tin rằng những người cài pai trước năm 2021 hoặc ngay cả trước 2022 thì hầu hết chúng ta đang bị động, chỉ biết cài đặt, lan tỏa và bấm pai hàng ngày. Tự bản thân chúng ta không thể lập cho mình một kế hoạch nào khác để sở hữu pi. Giai đoạn đầu chỉ nghĩ rằng lan tỏa thật nhiều thì thì mới có nhiều pi. Chứ không ai nghĩ rằng số phiên khai thác cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng trong việc tăng tốc độ khai thác. Cũng chẳng ai biết rằng sẽ có công thức khóa để tăng tốc độ lên đến 500-700% so với tốc độ khai thác cơ bản. Những người chạy nốt đời đầu cũng chẳng ai biết rằng phần thưởng nốt của mình sẽ như thế nào, cho đến khi sách trắng lần 2 phát hành mới ban hành công thức tính toán cụ thể về nốt đến tận bây giờ. Chẳng ai hiểu phần thưởng của P-Network như thế nào cho những người chạy nốt, nhưng họ vẫn cống hiến tận tình. Cái hay ở chỗ, tất cả những điều bất ngờ ấy không gây thiệt hại cho Pioneer. Nhìn nhận tổng quan, tất cả những điều ấy luôn mang lại nhiều lợi ích hơn cho Pioneer, nhiều bất ngờ hơn. Phần thưởng là những đồng Pi dành cho những người đã đồng hành đến ngày hôm nay và đã vượt qua những điều mà họ nghĩ mình không đạt được. Nhưng họ đã đạt được họ đã được tưởng thưởng xứng đáng. Tôi cho rằng đây là điều bất ngờ thứ hai mà Pi Network đã dành cho các Pioneer. Nói về mạng blockchain của Pi, có giai đoạn chúng ta thấy Trung Quốc dẫn đầu, nhưng rồi tự nhiên tụt xuống. Có một đêm thay đổi cục diện luôn. Sau khi tụt xuống xong, thì giữ nguyên mức đó và không tăng nữa. Còn Nhật Bản thì đang lẹt đẹt chỉ có khoảng hơn 3.000 nốt thì qua một đêm tăng lên 21 ngàm. Rồi có những lúc Singapore cũng lẹt đẹt rồi bỗng tăng lên 17 ngàm. Mỹ cũng từng lẹt đẹt trên 2 ngàm rồi cũng nhảy lên 16 ngàn nốt. Chúng ta thấy rằng những con số nốt mạng đó thay đổi một cách bất ngờ này cho chúng ta thấy điều gì. Ngoài ra, chúng ta lại thấy Indonesia là một quốc gia có hơn 300 triệu dân. Phong trào Pi của cộng đồng Indonesia cũng rất rầm rộ thậm chí còn rầm rộ hơn Việt Nam, nhưng lại không thấy thứ hạng. Ấn Độ có hơn một tỷ dân mà lại chẳng thấy có mấy ai. Con số nốt mà chúng ta thấy đó đã phải là tất cả chưa? Trong thông báo gần đây, số lượng nốt theo Picore Team là hơn 250.000 nốt. Nếu so với khoảng 120 triệu thành viên tổng thể mà tôi tính toán, nó chỉ chiếm khoảng 0,2%. Nhưng nếu so với 60 triệu thành viên tích cực nó cũng chiếm khoảng tỷ lệ là 0,5%. Nhưng đối chiếu với thực tế, chúng ta thấy thế nào? Chúng ta không cần xét đâu xa. Mọi người hãy tự nhìn xung quanh sẽ thấy những người cài nốt xung quanh mình. Những người là pioneer tích cực xung quanh mình liệu có tỷ lệ cao hơn thế không? Có một điều rất lạ ở đây. Chúng ta phải quan sát thế này. Thường mà trong một gia đình đã có một người cài nốt rồi, thì các tài khoản khác cũng lại cài nốt số lượng trong một gia đình có vài nốt rất là đông. Cá nhân tôi nhìn nhận cộng đồng Pay Network của Việt Nam chắc chắn sẽ không ít nốt. Nếu tỷ lệ tài khoản chạy nốt chỉ cần đạt 5% trong số 60 triệu người tiên phong thôi, thì số nốt mạng của Pi cũng phải là con số gần 3 triệu, chứ không phải là hơn 250.000 như hiện nay. Chúng ta quan sát diễn biến tình hình về nốt, không biết quý vị nghĩ thế nào nhưng cá nhân tôi đánh giá số lượng nốt hiện nay của Pi Network chưa cho chúng ta biết hết. Đặc biệt là động thái mà một quốc gia trong thời điểm năm trước, ví dụ Nhật Bản, qua một đêm tăng từ vài ngàn lên mấy chục ngàn. Singapore cũng vậy, từ 12.000 tăng lên 17.000. Mỹ cũng từ 12.000 tăng lên 16.000. Quý vị phải thấy rằng đây là một sự biến động quá lớn mà không thể nào có chuyện diễn biến một cách tự nhiên được để có hàng chục ngàn nốt máy tính như vậy cần rất nhiều thời gian thậm chí ngay cả chạy nốt ảo tôi cho rằng cũng không thể đạt đến con số lớn như vậy chạy nốt ảo cũng không thể đạt được một con số lớn như vậy không thể cùng lúc diễn ra như vậy được đó là điều mà cá nhân tôi nhìn nhận tất nhiên nốt ảo hiện nay vẫn còn nhưng nó không thể nhiều như thế mấy chục ngàn nốt hàng trăm ngàn nốt như vậy thế thì nếu nhìn ở góc độ nốt mạng Tôi cho rằng đây cũng là một con bài mà Pi Network đang muốn giấu để sau này dành tặng cho chúng ta một điều bất ngờ. Còn nhìn vào hệ sinh thái, cứ sau mỗi cuộc thi hackathon thì lại có thêm những ứng cử viên mới. Nhưng trong suốt hành trình tổ chức các cuộc thi đó, chúng ta thấy chẳng có ứng cử viên nào đạt chất lượng thực sự cả. Kể cả Pi Chain Mall được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất, nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Thưa quý vị, hệ sinh thái quan trọng lắm nếu nhìn ở góc độ của một doanh nghiệp một doanh nghiệp có được hệ sinh thái thì họ sẽ là kỳ lân của bất kỳ ngành nghề nào nhưng đối với pi network thái độ của họ đối với hệ sinh thái rất trung dung họ tổ chức thi xong rồi để đó gần như không có hoạt động gì nhiều để chúng ta biết có thể họ làm việc của họ mà không cần thiết phải nói cho chúng ta biết nhưng thực sự nhìn vào nguồn lực của đội ngũ p network tôi cho rằng họ cũng không thể đủ sức hỗ trợ được gì Bản thân các ứng dụng tham gia hệ sinh thái phải tự thực thi theo chiến lược của họ thôi. Nhìn ở góc độ ẩn mình này, tôi cũng từng có giai đoạn nói về trường hợp mà các ứng dụng này niêm yết như một bản demo thôi, còn lại có lẽ họ cũng đang thực hiện theo chiến lược của Pi Network. Nhưng dù ở góc nhìn nào, chúng ta vẫn phải đặt câu hỏi tại sao Pi Network vẫn bình chân như vậy, ung dung như vậy, không có gì gấp gáp. Nhìn ở một không gian khác mang tên Stellar, nhiều người tìm thấy trong mã nguồn của họ lại có thông tin của pi nằm ngang hàng cùng tên với những ông lớn có cả trong danh mục các hoạt động của cơ quan tầm cỡ quốc gia vậy thì phải chăng việc pi định vị trở thành tiền tệ nên pi cũng đã định vị luôn là thế giới này chính là hệ sinh thái của pi các ứng dụng thi hackathon cũng là một phần trong đó và trước mắt sẽ trở thành một phần trong hệ sinh thái riêng của pi nhưng sau này cũng là một phần trong đó Thực ra, có thời gian mà tra lại từng hoạt động, từng chiến lược của Pi, chúng ta sẽ thấy còn rất nhiều điều bất ngờ. Theo quan sát của cá nhân tôi, sau khi tín chỉ carbon được triển khai, hai tín chỉ này sẽ có tác động rất lớn đến quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế trong năm nay và năm tới. Chỉ vài tháng tới, chúng ta sẽ được chứng kiến một sự kiện toàn cầu bởi Pi Network, Open Mainnet những người tiên phong sẽ đạt được những thành tựu lớn lao mà mạng Pi sẽ đem lại. Hãy nhớ lời nói này của tiến sĩ Nicholas. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Đã cùng chung tay lan tỏa nhiều thông tin hữu ích đến cộng đồng Pi Việt Nam. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.